chị đau được không đây? Đi đã rửa mặt rồi chưa? Chưa chị. Thì bây giờ em sẽ như thế nào chị? Vậy lương em sẽ như thế nào? Tôi có. Tôi có sinh nhật Phu qua. Chó thì chứ.
trời này nó mát nó túa rồi kinh trời, cao quá chứ sợ luôn. Cao mát nó chả. Ngủ luôn à? Bên nào ngủ sớm giỏi vậy? Mấy mệt nó dậy nằm rồi ngủ rồi không á. Rồi trưa em ngủ á. Em cũng không như biết con, tại vì xưa giờ em cứ qua là mười mấy năm rồi, cái em cũng không không tiễn luôn. Cái hồi trước đó em kể gì đó, cái 2012 bên Sơn Trà là 3 năm cái thì mình chết một lần ấy. Cái 2012 mất đi đẻ cái đầu. Cho nên em nghĩ thôi từ từ thi mọi người cho phương lương cũng thi nhau và thi làm gì thôi ra đi đẻ cũng thi chỉ chứ cái 2015 mới đi thi. Tức là nói chung cũng chủ quan thì đâu có biết là nó sẽ thưởng đến sau này. Còn cái hồ sơ của em là biên chế từ ngày 5 tháng 10 hả chị? Xem nhà mẹ về cái hệ số như có lột đổ như thiếu rồi thì trước em cũng không để ý ấy. Hè chị em cũng kêu mà chứ lại thêm giải em của em xem cái lương tháng 9, tháng 10, tháng 11 em ở cái quận á, 3 tháng cái lương cũng chênh lệch nhau chị hả? Tháng 9, tháng 10, tháng 11 em thấy chênh lệch ở 50% gì đó, tức là 3 tháng mà lương không giống nhau, lương không giống nhau. Cho một ít người làm. Dạ. Bầu nghĩ là. Dạ. Mình biết người.